Xin chào các bạn, để tiếp tục chương trình học Angular 16 của chúng ta thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về routing. Thì routing nó là cái gì thì các bạn có thể đọc định nghĩa trên mạng ở phần phần routing khái niệm ở trong Angular.io. Còn theo cách hiểu của mình, cách giảng của mình để cho mọi người dễ hiểu, dễ hình dung và dễ tiếp cận nhất thì mình để cho các bạn một cái ví dụ minh họa như thế này nhé. Đối với một cái trang với một cái ứng dụng mà sử dụng Angular Framework để xây dựng thì nó gọi là single page app, single page app đúng không ạ? Cái single page app này thì trong tương lai thì mọi người có thể đọc thêm những cái tài liệu tại sao lại được gọi là single page app. Mình sẽ gõ để cho mọi người dễ tra cứu. Thực tế trong single page app thì chúng ta hiểu đơn giản là như này. Đầu tiên thì cái ứng dụng chúng ta được đặt là app như thế này. Thì trong app thì nó sẽ có rất nhiều cái component khác nhau, chúng ta đã học về component rồi đúng không ạ? Thì các component này phối trộn với nhau để tạo lên một cái màn hình giao diện hiển thị. Trong các trang khác nhau, về bản chất thì nó vẫn chỉ là một trang mà thôi, nhưng mà cách hiển thị nó khác nhau, từ bố cục đến nội dung nó khác nhau là tại vì các component được render khác nhau. Ví dụ như mình có vào một cái trang là cái trang home thì đương nhiên cái đường dẫn của nó có thể là như thế này, và bên này nội dung của nó sẽ là một cái nội dung như là header đúng không ạ? Xong bên dưới nó có một cái phần content của trang home đúng không ạ? Content của homepage đúng không ạ? Và tiếp theo là bên dưới cùng nó có cái phần footer. Đây là cái nội dung của cái trang. Mình có thể ghi đây là nội dung. Bên này là path đúng không ạ? Còn bên này là tên trang. Thì nếu như mà mình vào trang home thì đường dẫn nó như vậy, nhưng khi mình vào cái trang about chẳng hạn thì đường dẫn nó lại khác đúng không ạ? Thì đường dẫn lúc này nó lại là about đây. Ok, mình sẽ load lại đây. Nó có thể nó sẽ là about đúng không? Localhost 4200 thuộc about đấy. Phần nội dung bây giờ thì nó lại khác đúng không? Nội dung bây giờ thì nó sẽ vẫn có header. Phần header này thì khả năng cao là nó sẽ giống hệt với cái trang home của chúng ta. Nhưng ở đây thì ngoài cái việc chúng ta hiển thị content là homepage thì content ở đây là content của about page đúng không mọi người? Thì các bạn hình dung là ở đây thì chúng ta nhận ra là phần header và phần footer thì không hề được render lại, tại vì nó không hề thay đổi nếu như chúng ta thay đổi trang. Còn cái nội dung ở giữa là cái phần nội dung hiển thị, thì đối với trang home chúng ta sẽ cần một cái component khác, mà đối với about thì chúng ta lại cần một cái component khác. Thì ở đây thì các bạn hiểu là component là cái phần ở giữa nó thay đổi thôi, còn cái phần component header và component footer thì chúng ta cấu hình chung rồi. Để làm được cái chương trình nó chạy theo đúng luồng như này, sau này chúng ta sẽ có thêm những cái trang khác đúng không ạ? Cái trang product chẳng hạn. Ví dụ như là ở đây một trang là gọi là dành cho Lam chẳng hạn đúng không ạ? Trang dành cho Lam. Trang dành cho Lam thì ở đây nó có thể nó gọi là suộc Lam đúng không? Còn trang dành cho Lữ thì ở đây nó có thể nó là suộc Lữ. Thì nếu như mà các bạn hình dung vấn đề nó như như này thì các bạn sẽ dễ code hơn, dễ hình dung được luồng hơn. Đương nhiên là chúng ta xây dựng ứng dụng thì chúng ta sẽ xây dựng một cái trang dành cho khách như thế này. Còn tương lai chúng ta sẽ có một cái trang nữa gọi là một cái trang admin, mình sẽ ghi cách ra đây để cho các bạn dễ hình dung nhé. Khi các bạn vào một cái trang là một cái trang có tên là admin thì đương nhiên là trang này là dành cho quản trị viên. Thì khi mà gặp một cái đường dẫn, ví dụ cái đường dẫn nó là admin thì các bạn hiểu là chỉ có ông admin mới vào được đây thôi, và khi ông vào được cái trang admin này thì ông phải qua một cái lượt đăng ký, xong rồi đăng nhập, xong rồi được phân quyền là admin đúng không ạ? Thì cái phần này thì mình sẽ xử lý sau, nhưng mà trước tiên chúng ta phải cấu hình được các đường dẫn, hay còn gọi là các routing đúng không ạ? Cái này được gọi là các routing, các đường đi của ứng dụng. Thì chúng ta hiểu đơn giản giống như là cái đầu đĩa của chúng ta. Bây giờ nếu mà các bạn 9x hoặc là 2k thì các bạn khó hình dung về cái đầu đĩa ngày xưa. Các bạn 9x đời đầu các bạn sẽ biết là chúng ta có những cái đầu đọc DVD hoặc là đầu đọc băng, cuộn băng đúng không ạ? Thì khi các bạn đưa một cái đĩa vào cái đầu đọc, giống như các bạn cắm một cái USB vào cái máy tính ấy, thì cắm một cái thẻ nhớ vào một cái máy tính ấy, thì cái thẻ nhớ đấy nó sẽ chứa những cái bài hát riêng. Nhưng mà khi mà mình muốn muốn chuyển sang mình nghe cái khác, mình đọc cái khác thì mình lại rút cái thẻ nhớ đó ra rồi mình cắm cái thẻ nhớ khác vào. Thì như vậy là chúng ta hiểu là mỗi cái thẻ nhớ đấy nó giống như một cái component. Nếu như chúng ta gọi đến homepage thì hiển thị và đọc homepage đúng không ạ?
Còn nếu mà gọi đến about thì sẽ hiển thị và đọc about. Phần lý thuyết thì như vậy thôi. Thì mình sẽ đi vào thực hành luôn để cho các bạn dễ hình dung. Trước tiên các bạn thấy là trong ứng dụng của chúng ta trước đây nó đã có một cái gọi là app gạch ngang routing.module.ts rồi. Thì bây giờ mình sẽ render thêm một số những cái thành phần nữa để chúng ta có thể hiển thị được, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây mình page của mình mới có homepage thôi. Mình sẽ ng gc page và một thằng nữa là thằng about page, đúng không ạ? Thì thằng about này mình sẽ đặt tên nó là about page như này này. Thôi mình sẽ đặt là about thôi cho nó đồng bộ với cái trang home kia nhá. Thì ok. Chúng ta sẽ ra thằng một thằng tên là about. Đương nhiên chúng ta cũng có thể chúng ta sẽ làm thêm một cái ông tên là dành cho Lam, đúng không ạ? Thì dành cho Lam thì chúng ta sẽ để một cái category là dành cho Lam chẳng hạn. Giả sử như mình đang làm cái trang quần áo, đúng không? Quần áo dành cho Lam và quần áo dành cho nữ. Rồi ok. Thì bây giờ các bạn hình dung là bây giờ chúng ta đã có 4 trang rồi. Thì bây giờ chúng ta cấu hình như thế nào? Chúng ta vào cái phần ở phần app này thì ở đây thì hiện tại chúng ta vẫn đang để mặc định là lúc nào vào trang app thì nó cũng chạy sang trang home, đúng không ạ? Trước trang home thì hiển thị một cái thằng column header, còn sau trang home thì hiển thị một cái thằng column footer. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý lại nhá. Chúng ta sẽ không để ở đây là app gạch ngang home nữa, mà chúng ta sẽ dùng một cái component đặc biệt của Angular, nó gọi là gì, nó gọi là router outlet mọi người ạ. Rồi các bạn viết router outlet xong các bạn ấn tab nó sẽ hiển thị ra. Như vậy là thành công. Bây giờ quay lại phần routing thì chúng ta sẽ cấu hình. Đầu tiên các bạn thấy là phần routing ở đây nó vẫn nhận vào một cái mảng rộng. Còn những cái phần bên trên là ng module hoặc là router module thì đây là các bạn thấy là cái này nó là cái có sẵn của Angular rồi và nó được import vào để nó xử lý, để nó tạo ra một cái module, đúng không ạ? Thì trong này thì nó định nghĩa đường dẫn như thế nào thì đương nhiên là các bạn sẽ phải đưa thêm những cái đường dẫn vào đây. Đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta đưa vào một cái mảng chứa các field, chứa các trường. Cái trường đầu tiên nó có tên là bạn, đúng không ạ? Giá trị của nó chính là cái giá trị nhập vào của đường dẫn của OL đấy. Bên này thì chúng ta sẽ gõ thêm là component. Nếu mà path rỗng thì tôi sẽ hiển thị cái gì ạ? Tôi sẽ hiển thị homepage, đúng không ạ? Homepage component, đúng không? Ở đây chúng ta nhận thấy là thành công. Tiếp theo, nếu như mà cái path nó là gì? Nó là about, đúng không? Mình vừa mới nói là nó là about thì sao? Chúng ta chỉ cần ghi như này thôi, chúng ta không cần ghi là sụp đứng trước đâu nhé. Ghi sụp đứng trước là có thể là nhầm lẫn, là không chạy được đâu. Rồi. Ở sau bên này chúng ta sẽ có một cái component tên là about. Trang about của mình đây. Trang about của mình đây, không hiểu tại sao nó đang không gợi ý. About component, đúng không? Nên mình sẽ gọi gõ là about component. Gợi ý đây còn gợi ý sai nữa. Rồi. Rồi chúng ta chấp nhận cái việc nó gợi ý sai đi, thằng này nó không được thông minh cho lắm. Mình sẽ copy bên dưới mình đặt lên trên. Rồi, còn trong trường hợp khi mà chúng ta có cái dành cho nam, cái dành cho nữ thì các bạn cứ làm tương tự nhé. Cái này chúng ta sẽ có là dành cho nam, đúng không? Các bạn ghi gạch gạch ngang gạch nối này chứ đừng ghi dấu cách. Ghi dấu cách là khi lên đường dẫn là nó sai đấy, đúng không? Dành cho nữ, cái này nó gọi là select thôi. Thì dành cho nam thì nó sẽ có một cái component dành cho nam, mà nếu bạn mà không biết được tên của nó như nào thì các bạn vào đây các bạn copy này, thì cái selector này chính là cái tên đại diện dành cho cái component nó tên là dành cho nam. Nó sẽ chạy theo đúng cái routing ở đây. Ok. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ có thằng dành cho nam component, đúng không? Toàn import sai thôi. Import thì import toàn sai. Rồi ông này thì là dành cho nữ, đúng không? Rồi dành cho nam đây, dành cho nữ đây, component đây. Chuẩn rồi. Còn trong trường hợp mà nếu như mà chúng ta mà nhập sai đường dẫn vì lý do đấy, người dùng gõ nhầm đường dẫn hoặc là vào một cái trang nào đấy mà chúng ta chưa biết được nó đi về đâu, thì chúng ta có thể thêm một cái port.
thêm một cái vạt là sao sao như này có nghĩa là tôi không chắc là anh gõ đúng hay không, là cái đường dẫn của anh là chả đi về đâu cả, mà cũng tôi không có cái combo luận như vậy. Thì chúng ta sẽ để hai ký tự là sao sao này, nó giống như trường hợp các bạn viết switch case ấy. Viết switch case mà không vào được tất cả các case, tức là các trường hợp bên trên, thì nó sẽ rơi vào trường hợp default đúng không ạ? Thì cái này là giống trường hợp default đấy ạ. Component này thì đương nhiên nó phải là một cái page, có một cái page nó tên là gì ạ, nó tên là not found đúng không, thì mình sẽ ra thêm một cái page là not found. Mình có cái page not found chưa, not found page đúng không ạ? Rồi bây giờ thì sau khi render xong thì trong này chắc chắn là sẽ có một thằng tên là not found page đây này, not found page đây này. Nó tên là not found page component đúng không? Mình copy sang luôn này. Rồi ok. Thì trong trường hợp chúng ta có 1 2 3 4 5 cái đường dẫn như này thì mình muốn có một cái thanh điều hướng bên ngoài để khi mình ấn vô là nó nhận, chứ mình không cần phải nhập ở đây nữa. Trước tiên mình chạy lại cái server trước rồi chúng ta sẽ tính sau. Cái trang của mình trước đây nó như này đúng không? Hình ảnh con mèo hay tèo đây đúng không? Tôi là một lập trình viên gì đây. Rồi ok. Thì sau khi render xong thì mình reload trang nhá. Rồi mình thử hô home à. Home trang có gì? Link à. Drop down à. Cái này thì cũng chưa có gì đúng không? Thế bây mình nhập thử ha. Mình nhập thử là ok, mình vào about chẳng hạn thì nó có sang about không? Ờ đúng là nó sang about thật đúng không? About có nội dung là about work. Thì chúng ta muốn kiểm tra chính xác không thì đây. Cái nội dung mà chúng ta đọc được nó chính ở cái phần HTML của cái trang about. Thì bây giờ mình thử thử trang dành cho nam ha. Dành cho nam đúng không? Thì đúng là sang trang dành cho nam. Dành cho nữ thì chắc tương tự thế thôi. Còn bây giờ tôi nhập đường dẫn sai đúng không? Nhập ABC bracketder gì ha. Rồi nó sẽ vào cái trang là gì? Not found page. Chuẩn chưa mọi người? Thì sau khi các bạn cấu hình như này thì các bạn có thể thay đổi thêm giao diện cho mình, nó đẹp hơn, nó chỉn chu hơn. Thì đây là cái routing cơ bản nhất để các bạn hiểu về routing. Còn video sau chúng ta sẽ làm một cái thanh điều hướng bằng Bootstrap mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người.